Katana xin kính chào tất cả các bác. Hôm nay Katana sẽ làm một cái review so sánh giữa hai dòng dao của Katana. Đó là dòng Katana Essential. Đây ạ, Katana Essential series và một chiếc nữa, đấy là Katana Basic series. Ok, đấy thì tại vì cũng rất nhiều bác hỏi là dao nào mua dao tốt, đương nhiên ai mua dao tốt muốn mua dao tốt rồi đúng không ạ? Đây mình để hai chiếc cho các bạn xem. Đương nhiên khi mà mua dao ai mua dao muốn mua dao tốt rồi đấy, thế nhưng mà cơ bản mình xin khẳng định lại đấy là tiền nào của nấy đó. Chiếc này thì mình đang bán lẻ loanh quanh là khoảng tầm 400, hơn 400, còn chiếc này bán khoảng tầm 150 đó. Thế thì câu chuyện của hai chiếc này như các bác nhìn thấy đúng không ạ? Nhìn cái là các bác thấy được sự khác biệt về hoàn thiện đúng không ạ? Mình xin nói về ví dụ như về chuôi dao nhá. Đấy, bên này thì là làm bằng gỗ pakka này. Đấy, độ hoàn thiện này tốt này. Đúng không ạ? Đấy, bằng 3 đinh kim loại này. Đấy, chuôi gỗ pakka, còn bên này là nhựa đúc các bác nhá, đúc thẳng vào thân con dao luôn, đúc thẳng vào chiếc dao này luôn. Khâu dao thì ở đây là khâu dao bằng inox kim loại rất tốt, rất đẹp, sang trọng, trông sang trọng. Bên này không có khâu đúng không ạ? Tiếp theo là về phần lưỡi dao, cơ bản lưỡi dao hình dáng bên mình là cho thiết kế giống hệt nhau, bởi vì đã sang tốc cừ thì là hình dáng phải giống hệt nhau rồi đúng không ạ? Thế nhưng mà chất thép thì ở đây là bằng chất thép AOS 8, còn chất thép này là bằng 420G2. Đương nhiên về chất thép thì AOS 8 nó sẽ cao cấp hơn, chất lượng hơn, sắc hơn, cứng hơn. Đấy, và bền hơn. Đó, chính vì thế cho nên là khi mà các bác hỏi về dao, các bác có thể nhìn thấy độ hoàn thiện nhé. Độ hoàn thiện thì cơ bản là về lưỡi dao là như nhau. Thật sự là về lưỡi dao như nhau. Nhưng nếu mà nói ví dụ, các bác có thể dùng như chiếc này 3 tháng nó sẽ cùn, thì chiếc này 6 tháng nó mới cùn được. Đó, thì độ sắc nó mới kém đi. Thứ hai nữa là về cái độ đầm chắc khi sử dụng thì đương nhiên chiếc này cầm chắc hơn rất là nhiều, cầm thích hơn rất là nhiều. Đấy, cầm thích hơn. Chính vì thế cho nên là tại sao mình mới nói là đặt tên, không phải nói mà đặt tên. Chiếc này là Basic, Katana Basic. Basic có nghĩa rằng là chúng ta đáp ứng những cái nhu cầu vừa phải, vừa đủ trong cuộc sống. Đấy, các bác chỉ cần cắt rau, cắt thịt, cắt cá thì chiếc này quá dư thừa luôn. Thế nhưng chúng ta muốn nâng cấp lên cái gọi là cái cảm giác khi sử dụng đó, thích hơn, thì đương nhiên chúng ta phải bỏ ra một số tiền cao hơn một chút và chúng ta sẽ có được trải nghiệm cái cảm giác thích thú khi sử dụng hoặc là khi làm bếp đó, đơn thuần là chỉ vậy thôi. Chính vì thế cho nên là tại sao có những dòng dao rất là đắt và có những dòng dao cũng giá thành rất là hợp lý, thì cũng trong thời gian tới bên mình cũng cố gắng làm sao mà phủ được những cái sản phẩm mà mang tính chất giá bình dân, đặc biệt là dòng Katana Basic này, ra ngoài thị trường được nhiều hơn nữa. Và bên mình sẽ cố gắng làm sao luôn luôn cải tiến, cải thiện sản phẩm để khách hàng có được những trải nghiệm tốt nhất trong tầm tiền mà khách hàng có thể chi trả. Đó. Đối với cái tinh thần là luôn luôn kaizen sản phẩm, thì cũng rất muốn là các bác trong quá trình sử dụng những cái dòng sản phẩm của Katana thì các bác xin cho Katana góp ý để bên mình có thể nâng cấp dần, hoàn thiện dần những chiếc dao Katana này, bởi vì mỗi một lần sản xuất thì bọn mình sản xuất rất là nhiều. Thì cũng rất là mong các bác ủng hộ và cũng như là có thêm những cái góp ý để bên mình ngày càng hoàn thiện hơn trong thời gian tới. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video sau.